Đồ mới đấy, hot lắm. Và hôm nay người mẫu Chinsu sẽ thử bộ đồ siêu hot này. Bộ đồ này được thiết kế riêng cho mèo không lông Ai Cập, bảo đảm bất cứ chú mèo nào mặc vào cũng tăng 1000 lần sức quyến rũ. Bộ đồ gồm chiếc áo lưới màu đen huyền bí có gắn đuôi thỏ dễ thương, đi kèm với nơ cổ và một chiếc mũ sen tai dài. Hỡi gương kia ngự trên tường, hãy nói ta nghe thử xem sao trên đời có ai sánh ngang sắc đẹp của ta. Chắc chắn người thiết kế ra bộ đồ này rất thích thỏ, thỏ nhảy. Hả? Mời đẹp! Mời đẹp! Cái này em mua cho người yêu mặt luôn.